Việt Nam đang bước vào cuộc đấu mới với dịch bệnh COVID-19. Kẻ thù được đánh giá là đã có sự biến đổi phức tạp, lây lan nhanh trong cộng đồng. Những ngày qua, hơn 100 ca mắc mới được ghi nhận tại tâm dịch Đà Nẵng và một số địa phương. Đặc biệt, tính đến 20 giờ tối ngày 2 tháng 8, ghi nhận 6 ca tử vong. Ngay lúc này, chính chúng ta phải có trách nhiệm vào công cuộc phòng chống đại dịch này. Thế nhưng, vẫn còn những bất cập xung quanh việc khai báo y tế và phòng chống dịch. Cùng những thông tin khác, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Việt Nam Plus News. Quý vị và các bạn thân mến, trong chiến đấu không sợ kẻ thù mạnh, chỉ sợ đồng đội dại. Những ngày qua, dư luận đặc biệt lên án trường hợp né tránh khai báo hoặc trốn cách ly khi mới trở về từ vùng dịch. Việc trốn khai báo y tế là một hành động vô trách nhiệm với cộng đồng. Đó là trường hợp của bệnh nhân số 483 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Không hợp tác, không khai báo địa chỉ khi nhập viện. Việc bệnh nhân không chịu hợp tác với lực lượng chức năng chắc chắn sẽ khiến việc tìm hiểu lịch trình di chuyển của bệnh nhân, truy vết những trường hợp tiếp xúc gần để sớm cách ly, xét nghiệm, để phòng dịch lây lan trở nên khó khăn hơn. Trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống COVID-19 ngày 2 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo, yêu cầu lên án và xử lý nghiêm những trường hợp không khai báo y tế, không cách ly nghiêm túc. Mỗi một người dân phải có trách nhiệm vì cộng đồng, các cấp chính quyền có trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan. Bên cạnh ý thức tự giác của người dân, Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng công an cần phối hợp với ngành y tế tăng cường kiểm soát, kiểm tra việc thực hiện cách ly tại nhà. Cùng một câu chuyện nhưng lại ở một diễn biến khác. Có những người đã tự cách ly, nhưng sau khi test nhanh có kết quả âm tính, liền cho rằng mình không còn nguy cơ lây nhiễm bệnh. Xét nghiệm nhanh tìm kháng thể dương tính chỉ thể hiện rằng người đó đã từng bị nhiễm SARS-CoV-2 trong quá khứ, chứ không thể khẳng định người đó có đang bị bệnh, có khả năng lây bệnh hay không. Ngược lại, test nhanh tìm kháng thể âm tính không có nghĩa là người đó không bị nhiễm và không lây cho người khác. Người bị nhiễm virus này ở giai đoạn đầu chưa có kháng thể và xét nghiệm này chắc chắn cho kết quả âm tính, nhưng người này vẫn có thể lây cho người khác. Việc làm xét nghiệm nhanh tìm kháng thể trong quần thể dân số nguy cơ có giá trị xác định tỷ lệ người từng nhiễm virus này, giúp đánh giá quy mô dịch bệnh trong cộng đồng, giúp các nhà hoạch định chính sách có các biện pháp tổ chức chống dịch phù hợp. Vì vậy, bác sĩ Đồng Phú Kim nêu rõ, người đi từ vùng dịch về, dù có xét nghiệm nhanh tìm kháng thể âm tính, vẫn có thể là người đang nhiễm bệnh, vẫn có thể lây nhiễm bệnh cho cộng đồng, nên vẫn cần tiếp tục tuân thủ thực hiện cách ly theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ chính mình, cũng chính là bảo vệ cộng đồng. Theo lời Thủ tướng, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi ngôi nhà, thôn bản, xóm làng, khu phố là một pháo đài chống dịch. Chúng ta cần bảo vệ chính mình, gia đình mình và địa phương mình cư trú. Sự chung tay của cộng đồng sẽ giúp các y bác sĩ, những chiến sĩ trên tuyến đầu chống dịch bớt đi phần nào nỗi nhọc nhằn, để họ sớm có được những giấc ngủ thảnh thơi thay vì phải chợp mắt trên mảnh bìa cát tông như thế này. Sau đây là số liệu thống kê các ca mắc và các tin tức liên quan đến COVID-19 trong những ngày qua. Theo thông tin mới nhất, tính đến 6 giờ sáng ngày 3 tháng 8, Việt Nam có tổng cộng 621 ca mắc COVID-19, trong đó 307 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới liên quan tới Đà Nẵng từ ngày 25 tháng 7 đến nay là 174 ca. Tại Đắk Lắk, sau khi ghi nhận thêm 2 trường hợp mắc COVID-19 là bệnh nhân số 601, và bệnh nhân số 602 trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột đã triển khai các giải pháp cấp bách nhằm kiểm soát nguồn lây nhiễm, hạn chế tối đa sự lây lan ra cộng đồng. Về tình hình dịch bệnh trên thế giới cũng có nhiều biến động, song đem lại nhiều tia hy vọng cho cuộc chiến này. Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ thông báo đã dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông Shah là trợ lý thân cận của Thủ tướng Narendra Modi và là một trong những chính trị gia quyền lực nhất Ấn Độ, đứng đầu một bộ chủ chốt, luôn đi đầu trong nỗ lực đối phó với đại dịch COVID-19 tại nước này. Tại Nga, Bộ trưởng Y tế nước này Mikhail Murasko thông báo Viện Gamaleya đã hoàn tất giai đoạn thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine ngừa COVID-19 và đã bắt đầu nộp hồ sơ để được cấp phép lưu hành. Công tác chuẩn bị cho việc đăng ký tiêm vaccine đang được tiến hành và chiến dịch tiêm chủng đại trà có thể bắt đầu vào tháng 10 năm 2020. Các y bác sĩ và giáo viên là những đối tượng đầu tiên tham gia đợt tiêm chủng lần này. Một thông tin thể thao nhưng vẫn liên quan đến COVID-19. Tin vui cho các fan hâm mộ Việt Nam khi sắp được nhìn thấy Văn Hậu trên sân nhà. Sau thời gian đầu quân cho SC Heerenveen theo bản hợp đồng cho mượn với thời hạn 1 năm từ Hà Nội FC, hậu vệ Đoàn Văn Hậu đã về nước và sẽ thực hiện cách ly 14 ngày. Sau thời gian cách ly, Văn Hậu sẽ trở về Hà Nội FC tập luyện để chuẩn bị cho phần còn lại của mùa giải. Sau những thông tin không mấy tích cực về COVID-19, để kết thúc bản tin đầu tuần, hãy đến với hình ảnh về hai bé Trúc Nhi và Diệu Nhi để có cảm giác nhẹ nhõm hơn.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh, sau ca tách dính vào ngày 15 tháng 7, sức khỏe hai bé song sinh Diệu Nhi và Trúc Nhi đang khá lên từng ngày. Hiện hai bé đã được cai thở máy và không còn cần thở oxy, tự hít thở khí trời hoàn toàn. Hai bé rất lanh lợi, thường xuyên vui vẻ, cười đùa. Hai bé không còn sốt, các vết mổ tách dính đang phục hồi tốt và hai bé còn tự cầm bình để uống sữa. Nội dung vừa rồi đã khép lại bản tin tổng hợp của Vietnam Plus ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn tiếp tục cập nhật vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần tại trang báo điện tử và kênh YouTube của Vietnam Plus. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và đừng quên tuân thủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19 để bảo vệ sức khỏe của chính mình cũng như những người xung quanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.